Kính thưa quý vị, cho phép Tyson được hỏi, khi chạy bộ marathon thì quý vị thường làm gì hay suy nghĩ gì trong suốt chặng đường chạy của mình? Chắc hẳn, một là quý vị phải lo tập trung, hít thở thật đều đặn. Hai là suy nghĩ làm sao phải chạy nhanh về đích đến phải không nào? Tuy nhiên, quý vị có thể nhàn nhã như quý ông sau đây khi chạy bộ không? Tại Kansas, anh David vừa thiết lập kỷ lục thế giới với danh hiệu vừa chạy marathon vừa đan khăn. Anh David nghĩ rằng, việc kết hợp giữa hai sở thích khác nhau cùng một lúc có thể sẽ tạo ra một ý tưởng không tồi. Anh chia sẻ, mất khá nhiều thời gian để chạy cả một quãng đường dài, cũng như đan được một chiếc khăn. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ có thể làm hai việc này cùng một lúc. Cả hai đều chán và tẻ nhạt. Rất có thể đây sẽ là một thử thách thú vị. Người đàn ông 41 tuổi này hoàn thành mục tiêu đan xong một cái khăn len dài gần 4 mét khi tham gia cuộc chạy đua marathon do thành phố Kansas tổ chức trong thời gian 5 giờ 48 phút. Thành tích này của David vượt xa kỷ lục trước đó khi thực hiện chạy bộ đường dài và đan len của một người phụ nữ đang được chiếc khăn dài 2 mét. Chạy bộ đường dài và đan len tuy là hai công việc không liên quan gì đến nhau, nhưng có đặc điểm giống nhau là nếu không phải là người kiên nhẫn thì rất khó hoàn tất công việc nhàm chán này. Hay nhất là vừa chạy mà vừa đan được len đấy, rất là khó. Vì khi chạy, mắt và cơ thể cứ chuyển động sẽ tạo ra sự khó khăn khi tập trung làm một việc gì. Thế Sơn là bó tay rồi đó. Vừa chạy vừa đọc một quyển sách đã không làm nổi, huống chi là đan len như vậy. Kính thưa quý vị, để có thể kết nối các thiết bị điện tử với Internet, chắc hẳn đa số quý vị đều biết đến là phải sử dụng Wi-Fi. Tuy nhiên, việc tìm một nơi có Wi-Fi để truy cập Internet thì không phải dễ dàng. Đặc biệt là khi quý vị cắm trại trên những ngọn núi hay những nơi cách xa như khu dân cư. Khi đó, chắc hẳn quý vị sẽ cần đến một thiết bị bất ngờ này. Tại Trung Quốc, vừa qua mới chế tạo thành công một loại bóng đèn có thể tự phát tín hiệu Wi-Fi. Được biết, loại bóng đèn này có tên Li-Fi, có khả năng hoạt động tốt hơn các thiết bị kết nối mạng trung bình hiện có tại đất nước này. Khi nghiên cứu, các nhà khoa học đặt 4 chiếc máy tính cạnh bóng đèn Li-Fi để kết nối mạng, sử dụng tần số ánh sáng thay vì sóng vô tuyến thông thường. Bóng đèn được gắn với một vi mạch tạo ra tín hiệu với tốc độ khoảng 150 MB, nhanh hơn kết nối thông thường ở Trung Quốc. Được biết, các thiết bị truyền tín hiệu Internet không dây hiện nay khá tốn kém và hiệu quả thấp. Trong khi đó, bóng đèn Li-Fi này chỉ sử dụng 5% năng lượng so với các thiết bị khác. Theo lời chia sẻ, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể đưa bóng đèn Li-Fi này thay cho các bóng đèn truyền thống bình thường nhằm cải thiện cuộc sống của con người hơn. Wow, bây giờ không cần phải mua những thiết bị truyền Internet không dây nữa, mà dùng bóng đèn này là cũng có thể sử dụng Internet rồi cơ đấy. Như vậy mai mốt khi đi du lịch, cắm trại, chỉ cần mang theo cái bóng đèn này là được. Nếu cái bóng đèn này được bán ra thị trường, chắc Thái Sơn phải ráng mua cái chục cái, treo đầy nhà để Internet chạy cho nhanh. Không biết được không ta? Thái Sơn thật trình cho SBTN.